lùm xùm vụ truyền vong báo oán, điều ít biết về chùa Ba Vàng. Thưa quý vị, theo thông tin từ giới thiệu của chùa Ba Vàng, thì ngôi chùa này còn có tên gọi là Bảo Quang Tự tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, nằm ở độ cao 340 m trên một vị trí rất đẹp ở phía tây thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác chùa Ba Vàng được khai sơn từ khi nào. Theo nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa, thì chùa xưa được dựng vào năm Ất Dậu Chùa vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh tức năm 1706 và ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Trúc Lâm Mahasa Môn Tuệ Bích Phổ Giác 1659-1758. đến Tuy nhiên căn cứ vào những dấu tích di chỉ thì ngôi chùa còn có thể được xây dựng từ sớm hơn, tức là vào thời trần thế kỷ 13. Chùa Ba Vàng xưa được xây bằng gỗ chỉ còn là phế tích, năm 1993 chùa được trùng tu lại bằng xi măng. Hiện vật đáng chú ý nhất của chùa Ba Vàng còn sót lại tới hôm nay là một số di vật bằng đá bao gồm một bia đá cao 0,52m, rộng 0,38m, dày 0,12m, hai con rùa đá và một cây hương bằng đá cao 1,2m, bốn mặt, mỗi mặt 0,22m. Theo dòng chảy thời gian, chữ hán trên bia đá và cây hương đá đã mòn rất là khó đọc. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng và đến tháng 1-2011, ngôi chùa được khởi công xây dựng lần thứ tư với quy mô to lớn khang trang. Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thiện một số hạng mục như Ngôi Đại Hùng Bảo Điện 4.500m2, Lầu Chuông 112m2, Lầu Trống 112m2, Hành lang La Hán 200m2, Nhà Bảo Tàng 700m2, Thư viện 700m2, Khu nhà Tăng 1.600m2, Thiền đường 960m2, Cổng Đá, Cổng Tam quan Trung, Cổng Tam quan Nội và một số công trình phụ. Ngày 9 tháng 3 năm 2014, Chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Khánh Thành và nhận bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có diện tích lớn nhất Đông Dương. Nhiều năm nay, chùa Ba Vàng được coi là một trong những điểm đến tâm linh của đất mỏ Quảng Ninh. Sau khi hành hương về núi Thiên Yên Tử, chùa Ba Vàng sẽ là ngôi chùa được du khách đến chiêm bái lễ vật trong hành trình du lịch tâm linh của mình. Thế nhưng ngôi chùa này hiện đang nằm trong tâm bão dư luận, khi mà báo chí phản ánh nghi vấn có hoạt động truyền bá chuyện vong báo oán, mỗi năm thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, chùa Ba Vàng thường xuyên tổ chức những buổi giảng đạo của bà Phạm Thị Yến, có nội dung mê tín dị đoan và nhận tiền trả nợ vong của các Phật tử. Đặc biệt, bà Phạm Thị Yến gây bức xúc dư luận vì có bài giảng đạo xúc phạm vong linh người đã khuất là cô sinh viên ở Điện Biên Cao Thị Mỹ Đê bị hàm hiếp và sát hại nơi đây. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc kiểm tra xác minh thông tin nội dung báo chí phản ánh về truyền bá chuyện vong báo án. Chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ. Chiều 21 tháng 3, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản gửi Ban trị sự giáo hội tỉnh Quảng Ninh đề nghị làm rõ thông tin phản ánh Chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo án theo đó giáo hội phật giáo việt nam đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quảng ninh tổ chức ngay buổi làm việc với đại đức thích trúc thái minh trụ trì chùa ba vàng để kiểm điểm và làm rõ sự việc Kết quả của buổi làm việc cần được báo cáo bằng văn bản gấp gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có cơ sở trả lời với báo chí. Liên quan đến vụ việc nói trên, mới đây hình ảnh từ vệ tinh năm 2006 cho thấy Chùa Ba Vàng chỉ là một chấm xanh khiêm nhường giữa rừng núi Bạc Ngàn của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nhưng đến năm 2016, nơi đây đã biến thành một ngôi chùa nguy nga, quy mô lớn ở tỉnh Quảng Ninh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhanh chóng làm rõ thông tin báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 3, báo chí có đăng tải phóng sự điều tra, truyền bá chuyện vong báo oán chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ. Theo nội dung bài viết, hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh. Sau khi thông tin được đăng tải thì ngay lập tức ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có văn bản giao ủy ban nhân dân thành phố uông bí chủ trì phối hợp với sở nội vụ sở văn hóa thể thao và công an tỉnh kiểm tra xác minh rõ nội dung báo chí phản ánh việc chùa ba vàng truyền bá vong báo oán mỗi năm thu trăm tỷ đồng nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm và báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh cũng như thông tin cho các cơ quan báo chí ông nguyễn mạnh hà chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố uông bí cho hay ngay trong ngày, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra về Chùa Ba Vàng, xác minh thông tin báo chí nêu ở trên. Theo ông Hà, trước đây thành phố đã nhận được một số phản ánh của người dân về hoạt động của Chùa Ba Vàng, nhưng về việc truyền bá vong báo oán, gọi vong thu tiền thì chưa có. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí nêu rõ, sau khi xác minh, có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho báo chí. Cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, về việc xử lý thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi ngay sau đó ban tôn giáo chính phủ đã có công văn gửi ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh quảng ninh và hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam Cụ thể công văn số 267 gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểm tra xác minh để làm rõ và có biện pháp ngăn chặn xử lý những hành vi vi phạm nếu có, đồng thời thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả xử lý giải quyết. Công văn số 263 gửi Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra xác minh để làm rõ những nội dung như báo chí đã phản ánh, kịp thời tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết những vi phạm pháp luật nếu có. Đồng thời, ban tôn giáo chính phủ yêu cầu ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả kiểm tra xác minh với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ban tôn giáo chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý thông tin liên quan đến Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Theo đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh và thông tin tới báo chí trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc như báo chí đã phản ánh. Tối ngày 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng đã tổ chức buổi livestream trên Facebook trước đông đảo người dân và nhiều phóng viên báo chí. Hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt để nghe Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng kinh với nội dung xoay quanh thế giới tâm linh và cúng vong hồn. Tại đây trước khi giảng kinh thay vì trả lời các Phật tử về một số bài báo đăng thông tin liên quan đến chùa được thông báo trước đó, thì Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã trấn an tăng ni Phật tử, bình tĩnh trước thông tin mạng xã hội đăng tải. Cũng tại buổi nói chuyện, nhà chùa mời tới nhiều Phật tử được cho là đã từng thỉnh oan gia trái chủ tại đây để chia sẻ bài tỏ sự cảm kích của bản thân đối với nhà chùa. Sự việc hiện vẫn đang tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác minh và làm rõ. Ngay sau phản ánh của nhóm phóng viên báo Lao động, vào tối qua Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi văn bản tới Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ra văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin báo chí và dư luận phản ánh tại chùa Ba Vàng, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về di tích và lễ hội, chấn chỉnh kiện toàn bộ máy di tích tôn giáo, kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, cần nhanh chóng cạn đục hơi trong, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của người dân. Bộ cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải ngay lập tức kiểm tra, xử lý và có câu trả lời trước các cơ quan thông tấn báo chí trước ngày 25 tháng 3. Vào chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu kiểm tra xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh về việc truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh làm rõ những nội dung thông tin về việc chùa Ba Vàng có hay không việc truyền bá vong báo oán, từ đó có biện pháp kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nếu có. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Trước đó, một số trang báo đăng tải những hình ảnh cho rằng chùa Ba vàng nơi có thỉnh giải nghiệp, đồng thời khuyến khích tìm hiểu về nghiệp, tiền kiếp vong, thỉnh vong hoặc là oan gia trái chủ, ai muốn hóa giải phải cúng dường. Và để làm rõ hơn về việc có hay không chuyện vong báo oán trong giáo lý đạo Phật, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Thưa ông, trong giáo lý đạo Phật thì có chuyện vong báo oán hay không ạ? Phật giáo không nói cái chuyện vong báo oán cả, không bao giờ có chuyện đấy. Thế là mê tín thôi. Phật giáo là chỉ có uh, khuyên con người là làm thiện thôi, tích đức làm thiện thôi. Còn không không có chuyện là đi làm cái lễ để mà hóa giải vong báo oán không có. Vậy thì theo ông, nếu có chuyện làm lễ, bỏ tiền ra để hóa giải nghiệp chướng, để vong không báo oán, thì hành vi này nên được đánh giá như thế nào? Đấy là cái hành vi mù quán mà đấy là cái hành vi gọi là À, lợi dụng cái niềm tin mù quáng của người dân để trục lợi đấy. tức là anh thu tiền để để anh làm cái việc đó, tức là anh trục lợi rồi. làm gì có chuyện uh, tự dưng cứ uh, làm cái lễ phong thế là hết, hết cái nghiệp chiến không phải. nó rất giống như câu chuyện là đi dân sao về hạn cứ có tội lỗi gì hay là có cái uh, làm điều ác gì là cứ đi làm cái lễ là xong không phải như thế. xin cảm ơn ông. diễn biến mới nhất về nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo án. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về việc kiểm tra, xác minh thông tin nội dung báo lao động phản ánh về truyền bá chuyện vong báo án chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có ý kiến như sau: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin nội dung bài báo phản ánh, có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nếu có, thông tin cho các cơ quan báo chí biết về kết quả giải quyết, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Thừa lệnh Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện. Chiều 20 tháng 3, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhận được văn bản hỏa tốc kể trên ngay trong ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm Công an, Cơ quan Tổ chức Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến Chùa Ba Vàng để xác minh làm rõ những nội dung báo nêu. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền thành phố Uông Bí có biết việc Chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo án, thu lời trăm tỷ, không kiểm soát được nguồn tài chính này hay không, hay chỉ biết khi báo chí phản ánh, một vị lãnh đạo thành phố Uông Bí cho hay, việc này chúng tôi nghe thông tin từ dư luận đã lâu, thành phố đã có những cuộc làm việc với nhà chùa cũng như ban trị sự chùa và đã có những công văn chỉ đạo. Về vai trò của người đàn bà có tên Phạm Thị Yến, người trực tiếp giao giảng về câu chuyện vong báo án, chuyên bá mê tín dị đoan, lãnh đạo thành phố Uông Bí nói thêm, cơ quan chức năng đang xác minh bà Yến này là ai, có thuộc ban trị sự của chùa Ba Vàng không? việc có cá nhân hoặc tổ giám sát các hoạt động của chùa cũng đang được tiến hành. Lãnh đạo thành phố Uông Bí nói, quan điểm của chúng tôi là nếu sai phạm đúng như báo chí thì sẽ đề xuất các đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm, không bao che, làm ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo địa phương cũng như trên địa bàn tỉnh. Phật tử Phạm Thị Yến trong nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo án là ai? Xung quanh thông tin báo chí phản ánh về nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo án thu trăm tỷ, một nhân vật được nhắc đến là bà Phạm Thị Yến, người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm, video truyền bá của Chùa Ba Vàng trên Facebook, Youtube khi ngồi giảng Pháp cho Phật tử. Trao đổi với phóng viên, một đại diện Chùa Ba Vàng xác nhận bà Phạm Thị Yến là Phật tử, cư sĩ tại gia của Chùa. Theo giới thiệu của câu lạc bộ Cúc Vàng, tập tu lục hòa của Chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến sinh năm 1970, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Bà Yến sinh ra và lớn lên tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Nguyên Quán, Khoái Châu, Hưng Yên, năm 1989, bà Yến kết hôn và có hai con. Tuy nhiên, hiện bà đã ly hôn với chồng. Nữ Phật tử này quy y tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử có pháp danh là Tâm Chiếu Hoàn. Sau đó được Đại Đích Thích Trúc Thái Minh nhận làm đệ tử, đặt cho thêm chữ quán vào pháp danh. Đến năm 2009, được sự cho phép, bà Phạm Thị Yến thành lập đạo tràng từ tâm, ban đầu chỉ có 5 thành viên. Năm 2016, bà Phạm Thị Yến thành lập câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa với gần 10 đạo tràng, với khoảng hơn 700 thành viên tham gia. Đầu năm 2019, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa đã có gần 40 đạo tràng và câu lạc bộ. Ngoài ra, bà Yến còn thành lập một số câu lạc bộ và các nhóm sinh hoạt Phật tử. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào năm 2018, bà Phạm Thị Yến đã có một số phát ngôn trên các video gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến đạo mẫu, dẫn đến có đơn thư gửi đến ban trị sự. Sau đó, ban trị sự đã mời trụ trì chùa Ba Vàng lên nhắc nhở về những phát ngôn của bà Yến nhưng chưa được sửa đổi tích cực. Trước đó, bà Yến thường xuyên xuất hiện trên các video được đăng tải ở YouTube, Facebook và cả một website mang tên mình. Trong một số clip đăng tải, bà Yến cho rằng hiện tượng bị ma nhập trong cuộc sống rất nhiều, còn được gọi là hiện tượng bị phi nhân làm hại. Bà nói trên video, việc này gây đến rất nhiều tổn thất và đau khổ cho chính bản thân họ và gia đình nếu không tìm ra cách giải quyết phù hợp. Để giải quyết hiện tượng này, cần phải dùng tiền và làm công quả, tức là làm không công thì sẽ chữa khỏi được bệnh bị phi nhân làm hại. Gần đây, trong một video, bà Yến còn giải thích nguyên nhân của vụ án nữ sinh giao gà tại Điện Biên bằng những lý lẽ phản khoa học. Bà Yến giải thích trên video rằng, nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp. Duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh, hai cái này cộng vào nhau khiến bạn ấy bị như vậy ai làm gì cũng phải do quả báo của chính mình